bò lũ giặc xâm lăng, không còn cái thói hung hăng lưỡi bò. Kẻ nào bán nước nước kho, đem ra chém hết, không cho tấm cùng. Tiếp sau chi đoàn Phủ Yên 3 sẽ là chi đoàn thôn Phủ Yên 1 chuẩn bị.
chim hay là chim bồ câu trắng, nếu là đá hay là đá kim cương, nếu là người hay là người bằng sỏi, cái quý nhất của con người là cuộc sống. Oh,
đoàn thôn Phủ Yên 2 chuẩn bị.
tay thật lớn cho thôn Phú Yên 1 đúng không ạ? Tiếp theo chương trình là tiết mục múa của thôn Phú Yên 2, hoạt cảnh linh thiêng Việt Nam. Sau chi đoàn thôn Phú Yên 2 là chi đoàn thôn Phú Yên 4 chuẩn bị. Thank you.
còn mãi tự hào. Xin dẫn hướng những linh hồn bất tử như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để đời sau còn nghiêng mình kính cẩn trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam.
một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho sư đoàn thôn Phủ Yên 2. Tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị khán giả đến với tiết mục múa Masuk thư pháp tiếng Việt Máu đỏ da vàng tôi yêu do chi đoàn thôn Phủ Yên 4 trình bày. Tiếp sau chi đoàn thôn Phủ Yên 4 là chi đoàn thôn Đồi Me chuẩn bị. Xin thông báo ở phía hai bên cánh gà có rất nhiều nguồn điện nguy hiểm. Do vậy các bạn nhỏ và tất cả quý vị chúng ta di chuyển ra phía ngoài khu vực có nguồn điện rất nguy hiểm. Một lần nữa xin được trân trọng thông báo. Và ban tổ chức xin được thông báo, ai nhìn thấy bạn Đào Minh Khoa 5 tuổi có đi lạc ở vị trí nào thì lên phía sân khấu để gặp mẹ. Bạn Đào Minh Khoa ở nhà gọi là Bon ạ. Vâng ạ, nhờ quý vị nhìn thấy thì đưa đến giúp ban tổ chức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tổ chức xin trân trọng thông báo tìm trẻ là bé Đào Minh Khoa 5 tuổi, con bố mẹ Giang Vân ở thôn Phủ Yên 2. Nếu ai thấy bé ở đâu xin đưa về trên này giúp ban tổ chức với ạ. Tiếp theo chương trình là tiết mục của thôn Đồi Me, Mắt Xúc, Những Ngôi Sao Xa Xôi sẽ chiến thắng. Yeah.